Chào các bác ơi, hôm nay em tiếp tục bàn giao một chiếc Komatsu FD20-10 về tay khách hàng. Chiếc này thì có xe lăng là gần gù lốp kép, thắp lưng 3m, máy thì 4D95, ghế làm siêu đẹp luôn. Xe này thì vẫn còn kính chắn gió đây, em đã tiểu sơn qua cho khách hàng. Đấy, trang bị 6 lớp hơi, càng dài 1m2, gần gù một ti nguyên bản, xe cực kỳ đẹp luôn. Làm rất ngon lành nha, càng dài theo yêu cầu, gần gù một ti, sơn tỉa qua nhìn màu rất là sáng, rất là đẹp. Giờ gọi phọc kéo lên khách hàng. Em xin ơi, kính chào toàn thể quý khách đang xem video. Hôm nay em có bàn giao chiếc thứ hai trong ngày, một chiếc Komatsu FD15-16, máy dầu, chạy dầu diesel, số tự động, đang được chuẩn bị chức năng dịt càng, 4 lốp đặc, dịt càng, càng dài 1m2, FD15-16. Máy bóc rất đẹp luôn, ghế này đang bọc lại, chạy số tự động. Xe thì mới chạy có hơn 2.000 giờ. Là đang kéo đi Long Biên, Hà Nội. Ngoài đấy rất nhiều xe lăng nhưng mà các bác vẫn tin tưởng về đây mua. Nhất là xe chất, giá rẻ. Thứ hai là có đăng kiểm đầy đủ các bác nhé. Giấy tờ mua bán này, đăng kiểm đây. Cao quan sát đây. Đấy. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam ký. Đăng kiểm đầy đủ tất cả các thông số của xe ghi trên này, từ năm sản xuất đến thông số kỹ thuật có hết trong đăng kiểm đấy nhá. Đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam ký. Xe thì đã được công nhận là nhập khẩu. Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Rất rẻ luôn. Giá cả thì hợp lý. Em làm theo chức năng yêu cầu, giá hơn trăm cho một chiếc máy dầu luôn. Xe thì đang chuẩn bị đi Long Biên, Hà Nội các bác nhá. Các bác có nhu cầu mua xe lăng nhập bãi, giá cả vì biến chất lượng thì xin liên hệ với em. Giấy tờ đăng kiểm đầy đủ đây. Xe nào cũng có. Bãi gồm 100 xe, xe nào cũng có đăng kiểm cho các bác. Mỗi xe có một đăng kiểm nhá, không có cái thứ hai nhá. Đấy, rất nhiều xe. Từ 1,5 đến 4 tấn có đủ nhá. Trọng tải từ 1,5 đến 4 tấn, máy xăng, dầu, ga có đủ. Các bác có nhu cầu thì xin alo cho em. Số điện thoại 0379875765, em để bên dưới góc màn hình. Đấy, các bác cần chiếc nào thì xin mời bình luận ở phía dưới hoặc là nhắn qua Zalo, gọi điện trực tiếp cho em. Các bác cứ chốt xong thì em kéo xe về tận nhà nha bác. Vâng, cảm ơn các bác theo dõi ạ. Nếu mà thấy video hay thì em cho xin một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông để ủng hộ kênh này. Cảm ơn rất nhiều.